Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tô Ly. Đây, mọi người thấy chưa đâu? Đây chính là con robot Gundam. Đấy, vừa mới được cập nhật, hình như mấy ngày hôm nay thì phải. Dạo này bản cập nhật bản Trung Quốc số nó đẹp lắm anh em ạ. Kỷ niệm sinh nhật 2 tuổi Game for Peace thì mới ra, cũng không phải là mới đâu. Bởi vì cái chế độ khinh khí cầu này này, ấy nó ra được tầm, mình không nhớ mong mong chắc phải được tầm từ 1 tuần trở lên rồi đấy. Nhưng mà một cái tên lửa ấy kìa, mà cái tên lửa thì chỉ mới được cập nhật tầm 2-3 hôm nay thôi. Đây, để xuống trong cái bản đồ này thì có hai cái kiểu tàu bay giống kiểu khi những cầu bay ấy. Để xuống đây thì đông vãi đái luôn. Ở trên này cực kỳ dầu, khá đông. Nhưng mà nếu mà chết ở trên này sẽ hồi sinh được thêm một lần nhá. Hồi sinh thì sẽ không được hồi sinh trên này nữa mà hồi sinh xuống đất ý. Hồi sinh xuống thẳng vào đất luôn, chứ không được ở trên này nữa. Rồi, đồ hết rồi, không thằng nào nhảy trên khu vực này à? Đây là khu vực cao nhất của cái tàu bay này. À, có thằng trên thằng này chắc là kiểu đáp dù muộn, đáp dù lỗi hay sao. Nó vẫn lên trên này nó trốn này. Ôi trời ơi, bạn chết đi bạn ạ. Bạn trốn trên đấy thì còn lâu. Đợi một lúc thì đây, đợi một lúc thì nó sẽ hiện ra cái hòm này này. Đấy, trong cái hòm này là có đồ ba rồi các thứ của nó ra. Nói chung là những cái thứ ở trong hòm thính ấy thì sẽ có tiếng chân trong này. Thường là những cái thằng nó nhặt súng xong rồi nó sẽ ở dưới này là lúp rồi. Rồi, chạy sang bên kia rồi. Mình chạy sang đầu bên này rồi. Đây, nó chạy đầu kia sang đầu này rồi. Vẫn còn có hai thằng thôi. Ấy, chú đi, ông kìa. Ơ, thằng kia nó bị bắn đông rồi à? Tớ đi luôn phải cái mạng luôn anh em ạ. Bây giờ đang có sự kiện là tặng quần áo này. Kỷ niệm 25 tặng quần áo. Và trong phòng thì ai cũng mặc cái bộ đồ này. Hiện giờ thì đang là đồ ngày thôi, nhưng mà đăng nhập và là nhiệm vụ là leo lên cái lên lửa, 7 cái tên lửa trong cái map này ấy. Trong vòng 7 ngày thì sẽ được cái bộ đồ này vĩnh viễn luôn. Mình thật khá đẹp đấy. Trong này này, tớ sẽ tặng luôn. Rồi xong hôm này, đừng nha. Xem ngoài có, trên đầu mình vẫn có này. Đây này. Ôi giời ơi, tớ thì ui dồi ôi, trong này xác lia lịa này. Cái ra lẽ mà không được ăn cái hòm quà kia thì có khi là mình xuống đây sơ được nhiều kill hơn rồi ấy. Nhưng mà muộn quá. Đợt trước mình có làm clip review cái khinh khí cầu này rồi. Cái tàu bay khinh khí cầu này rồi, nhưng mà trong bản, à quên, ở trong cái quốc tế cơ. Thì nói chung cũng chẳng có gì đâu. Nói chung là khá là đẹp anh em ạ. Chả biết như nào. Mình nghĩ là mọi người đã gọi là xem những clip review của những YouTuber khác rồi, nên clip này mình chỉ gọi là nói sơ sơ qua thôi. Nói lại thì đây là dịp kỷ niệm 25 ngày Game for Peace ra đời. Nên cái đồ họa các thứ mà bản Trung Quốc nó chuẩn bị thì phải nói là đánh giá cực kỳ đẹp. Đấy, bản quốc tế rồi các những bản khác mình nghĩ là không thể bằng, mình nghĩ là không bao giờ bằng được đâu. Cái game này mà ví dụ mà nó có tiếng Anh hay là tiếng Việt hay là hỗ trợ cho những người nước ngoài chơi thì mình thề cả mọi người á, người ta sẽ bỏ dần hết cái bản quốc tế để chơi cái bản này. Nhưng mà công nhận nó đẹp thật anh em ạ. Đấy, đi vào những cái ô này thì sẽ ra những món đồ này. Mãi không ra nhở, nên phải đi qua đi lại nhiều lần như sao ấy. Rồi, đây ra này. Đấy, để cho mọi người biết là khi đi vào những cái ô này nó sẽ ra. Ở đây là có một cái trạm tàu bay. Thì tàu bay này nó sẽ đưa mình từ cái khu thấp lên khu cao. Không thể di chuyển bằng đường bộ hay là nhảy bất cứ chỗ nào được, là phải đi cái tàu bay này thì mới có thể di chuyển lại được cái chỗ mà lúc mà mình nhảy dù xuống ấy. Ôi, nhìn đẹp nhờ. Nhìn tàu bay chất vãi đái ấy. Như kiểu phi thuyền, phi hành gia ấy. Chật trời. Đấy, đi lên lại cái chỗ lúc nãy mình nhảy dù xuống này. Rồi sau khi chơi chán rồi thì mọi người có thể là nhảy xuống như bình thường thôi. Đấy, sau tới gần tiếp đất thì nó sẽ bung dù, nhảy tới đây xuống, không chết được đâu. Sẽ bung dù như bình thường thôi. Mình sẽ đáp ở chỗ nào mà có xe ấy. Xong rồi mình sẽ lấy xe đi tới cái chỗ tên lửa ấy. Từ tên lửa thì mình có thể bay ra chỗ gọi là lên vũ trụ anh em ạ. Đấy, đẳng cấp của mình giờ là vươn ra tầm vũ trụ rồi. Là phải đi tên lửa ra vũ trụ. Đấy, mình nói đùa thôi, chứ còn không là anh em cẩn thận có thằng nó vào nó cắn cho.
Cái đợt vừa rồi bị thằng Hiếu Hy nó bảo là bắn gà nên đừng có mơ tưởng tới đi thi đấu quốc tế. Thì mình đúng là mình bắn gà thì mình mới ở nhà mình làm clip. Tớ bắn gà, tớ ở nhà, tớ đi làm xong rồi tớ về nhà tớ chơi game và tớ có thể kiếm được tiền khi chơi game. Tớ có mấy kênh YouTube nho nhỏ và tớ hài lòng với cái số tiền tớ kiếm được bây giờ. Còn mấy cái thằng là nó còn khinh khinh bảo là không đi được bán giải quốc tế, thế bây giờ nó đi bán giải nó được cái giải gì? Mọi người cũng chẳng biết nó là cái thằng nào cả. Nhưng mà nó còn chê mình. Nhào ơi, hồi xưa chơi game ham về Việt Nam thi đấu giải CFN xong rồi bị trường nó đuổi học cho như một con chó ấy. Bố mẹ cho tiền sang bên Nhật học xong rồi ham game vì mà cái đồng tiền giải cũng không phải là nhiều lắm. Thì xong bỏ cả cái tương lai về đấu giải xong rồi sang bị trường nó đuổi học. Bị trường ở bên Nhật ấy nó đuổi học cho như một con chó ấy. Xong còn hỏi mình làm thế nào để có thể ở lại các thứ. Rồi cậu bé còn tính đi cả bộ đội cơ. Đi kiểu như là trốn ra ngoài ấy. Tin nhắn mình vẫn còn kìa, đăng ở trong group ấy. Chứ mình cũng không chả đăng lên page làm gì nữa. Xấu cả page thì cả bọn nó vào bọn nó kiểu report bẩn. Ai thôi sợ lắm mấy thằng chầu. Thôi thôi quay trở lại với cả game đi. Ok, mình đã tới địa điểm bắn tên lửa đây rồi. Đấy, khi một người tới gần thì cái tên lửa nó sẽ tự động kích hoạt. Đấy, nó sẽ gọi là theo kiểu cái trạng thái sẵn sàng bay như này. Đấy, vào đây cũng chẳng có cái thông báo gì đâu. Chả thấy cái gì cả. Mọi Là người cứ gì? đi lên tên lửa xong ấn vào. Nó Là sẽ gì? Là gì? lên em làm gì có gì đấy đâu. Đấy, xong ấn cái nút khởi động chưa? Vào đi. Đấy, ấn nút khởi động. Không xong máy. À đây, vào được. Hình như là Anh phải... già lắm. Hình như là phải cả tất cả những người ngồi ở trên cái tên lửa này ấn kích hoạt thì nó mới bay được, chứ không phải là mỗi mình ấn mới được đâu. Ủa, chất lượng kìa, làm đẹp quá. Ui rồi chết nhở. Bay ra tầm vũ trụ luôn này. Bây giờ bay xuống đất rồi nhỉ? Ôi, bay bay vào lỗ đen rồi. Giờ nhà đây. Giờ sao nữa tiếp. Bây giờ mà kiểu như ai có người yêu xong rủ vào đây bay lên vũ trụ thì ôi đẹp lắm. À, tới đây thì Hôm có cái qua hòm quả này. lắm à, Ừ, nhanh anh nhặt rồi. Thì anh để tự lên. động tự nhặt mà. Đi đâu? Sao bay thẳng vào qua đây. Qua đây vào đâu? Có gì đấy? À, mình hiểu, bay vào đây chỉ để kiểu nha. Nó tưởng niệm ở trong 2 năm vừa rồi đã ra những cái gì thôi đúng không? Đã diễn ra những sự kiện gì? Hay nó phản tác? Hình như thế. Nhầm là sớm Đây, rồi đó nhỉ. trên ở dưới thì nó có ghi kỷ niệm 25 cái forbid với cả Ông tên có tên nào của tên nhân vật này. Giáp này là bình luận của anh Tuấn. Anh Tuấn HC. Đấy, C kỷ niệm xong à? thì nó mình là nhảy dù ở chỗ khác chứ không phải là nhảy ở chỗ lúc nãy mình neo tên lửa nữa. À, nhà phải đưa xuống chỗ nào mà có xe ấy. Không có xe là vỡ mồm chạy phọt cứt ạ. Rồi thế tính rồi. Cái ác này anh cũng úi giời ơi. Tại vì ác thì cũng không hay chơi mà. Danh bây giờ cũng chỉ là có danh bạch kim thôi, bắn cũng khá là dễ, chứ không phải là gắt đâu. Chứ còn lên danh cao khi đi hai người bắn không nổi anh em ạ. Về trời ơi, dặn nút đằng sau kìa, đằng sau nó cũng ke mình kìa. Giờ như nào? À, nó bắn mình yếu xong kiểu ông này công láo đầy hiểu không? Ôi, lên xe vào đây đi luôn ạ. Và đây là cái độ giật nó quá nhạy, độ nhạy nó cao quá, nó khác hẳn với cả bản quốc tế với những cái bản mình chơi ấy. đầu Để mình ra lên quốc 8 đó, nhận được ốp rồi nhưng mà chưa có quốc 8. Ở cái bản này thì khi dùng
khi mình bắn trúng người thì nó sẽ không hiện ra cái hiệu ứng bắn trúng đâu. Ghét lắm. Mày này. Đấy. Chết luôn. Đấy, headshot. Còn mấy cái vấn đề mà thiên nhiên kiểu như là nói mình kiểu YouTuber mà chửi bậy nói bậy. Nhưng mà mình thứ nhất là mình đã nói với cả mọi người từ trước rồi, mình không phải là idol thân thiện. Mình ghét ai thì mình nói, thằng nào kiện mình thì mình chửi, chả phải nhịn cả. Nhất là mấy cái thằng có tí nổi tiếng bắt đầu ra kiểu như là tỏ vẻ ra mình là idol ấy. Mấy cái thằng đấy là phải cho chúng nó biết thế nào là cuộc sống, dạy cho chúng nó biết thế nào là kiêm tốn. Còn những ai mà kiểu lịch sự với mình là mình sẵn sàng, mình lịch sự lại, mình không có lý do gì để chửi với các vô cớ cả. Ô, ô, trời ơi, cái pha vừa rồi mù mắt rồi anh em ơi. Rồi, bao gần cuối rồi. Ôi trời ơi, cái xe anh em ạ. Có thằng người ở đây này, có thằng đây này. Một viên. Hai viên, rồi, hai viên là bạn phải chết ngay. Tiến sư không hiện tâm anh em ơi. Ồ, trời, kiểu bắn slip mà không hiện tâm chán lắm. Rồi, một viên rồi đấy. Cho viên thứ hai là bạn đi đời ngay. Còn ai không? Tầm này mình giữa bò ngon. Đây, có một thằng đang ngồi đây này. Bên có hai nó ngồi ý cái thằng cụ đây này, chúng một viên rồi. Cho mày thêm phát nữa này, hai viên. Thêm viên nữa này. Gạt đi. Hình như nó có đồng đội gần đấy. Thằng ta. Mình nghĩ là nó ở đằng xa có thằng chạy bo thế mưu vào thế. Đây rồi, có xe bước đi à. Ôi, cậu đi xe, cậu còn bị vướng cái kia thì cậu chết vì tớ rồi. Bó tay. Đã cái đi được vào đấy. Nhưng mà bị vướng xe cái thôi, xác định này bàn thờ. Đây có một thằng bắn nén đây nữa. Chiến phong hữu nguy hiểm. Kiểu gì nó phải chạy bo thôi. Nó ngoài bo là cái chắc rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mày chỉ lấy bắn lén này. Có thêm một thằng nữa không? Đúng rồi. Đây rồi, nhìn chưa? Chả biết chúng chưa ta? Đây này thì chết luôn này. Cái pha lẫy thì chưa trúng. Pha này mới trúng này. Pha này headshot luôn. Còn thằng cuối cùng. Đây này, nó núp vào ngay chỗ cái bụi rơm trước mặt mình này. À, mình có cái cục này để ném xem cái gì đấy. À, ném ra thì nó được đồ. Ôi giời, không phải là đồ xịn lắm. Nói chung là đồ bình thường, đồ cấp 2 thôi. Ngũ sát đến cấp 2. Có sở lít mấy thứ linh tinh nữa. Cho một quả bom này. Ấy, một viên rồi. Ây giời ơi. Một viên này ít máu, đi dính thêm bom nữa thì là chết thẳng cẳng anh em ạ. Ok, mọi người xem clip thứ hai thì đừng quên đăng ký cho dõi kênh để ủng hộ mình nha. Sắp tới thì mình sẽ ra clip thứ nhất, mình sẽ nói qua về cái shop bán app của mình. Mong mọi người ủng hộ nhá.